Này các em, đừng để tiền nhàn rỗi, đầu tư đi. Dạ thôi ạ. Ai đầu tư đi? Chứng khoán đi. Chị Liên ơi, chứng khoán là con gì đẻ ra thế hả chị? Là do con người đẻ ra đấy An ạ. Bây giờ có nhiều cái mới quá chị nhỉ. Thế nên em mới phải học cho tốt, có kiến thức mới bắt kịp được với xã hội. Nào mình đi thôi.